Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay thầy rất vui được gặp các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Thầy tên là Nguyễn Công Minh, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Hòa. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề trong chương trình vật lý lớp 10 về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí, quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle-Mariot, quá trình đẳng tích, định luật Sackler và phương trình trạng thái khí lý tưởng. Và bây giờ thầy mời các em cùng thầy bắt đầu bài học. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau đây. Một là mã cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Hai là mã quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle-Mariot. Ba là mã quá trình đẳng tích, định luật Sackler. Bốn là mã phương trình trạng thái khí lý tưởng. Và bây giờ mời các em đến với nội dung đầu tiên của chủ đề. Một là mã cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Trước tiên, chúng ta hãy nhắc lại những điều mà các em đã được học về cấu tạo chất. Như các em đã biết, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt được gọi là nguyên tử hay phân tử. Các nguyên tử phân tử chuyển động không ngừng, nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật thì chuyển động càng nhanh. Nói đến đây, chắc các em cũng không khỏi thắc mắc rằng tại sao các chất không rã ra thành từng hạt riêng biệt mà vẫn giữ được hình dạng và thể tích của chúng. Chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời trong phần tiếp theo của bài học. Thì mời các em sang phần tiếp theo của bài học. Một là mã chấm 2, lực tương tác phân tử. Các em biết không, sở dĩ các vật có thể giữ được hình dạng và thể tích của chúng là do giữa các phân tử cấu tạo nên vật có đồng thời lực hút và lực đẩy. Lực hút phân tử có tác dụng kéo các phân tử lại gần nhau, còn lực đẩy phân tử có tác dụng đẩy chúng ra xa nhau. Độ lớn của các lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử, cụ thể là khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ, lực đẩy lớn hơn lực hút. Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn, lực hút sẽ lớn hơn lực đẩy. Và khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn thì lực tương tác giữa các phân tử bằng không. Để có thể dễ dàng hình dung ra cách mà lực tương tác phân tử làm việc, thì mời các em cùng thầy xem một mô hình như sau. Giả sử ta coi hai phân tử đứng cạnh nhau như hai quả cầu. Ta coi lực liên kết giữa hai phân tử như một cái lò xo. Khi hai phân tử chuyển động ra xa nhau, lò xo bị giãn, tổng hợp lực liên kết lúc này sẽ là lực hút. Khi hai phân tử tiến lại gần nhau, lò xo bị nén, tổng hợp lực liên kết lúc này sẽ là lực đẩy. Khi lò xo không nén, không giãn, ta có lực đẩy sẽ cân bằng với lực hút. Thì mời các em đến với nội dung tiếp theo của bài học, các thể rắn lỏng khí. Như các em đã biết, vật chất tồn tại trong tự nhiên dưới các thể thường gặp đó là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Nhưng các em có biết sự khác biệt ở những thể này được giải thích như thế nào hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này trong phần tiếp theo của bài học. Các em biết không, ở thể khí, lực tương tác phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hỗn loạn. Các em có thể hình dung ra cách mà các phân tử chuyển động thông qua hình ảnh chúng ta đang xem trên màn hình. Mặt khác, ở thể rắn, lực tương tác phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định và làm cho chúng chỉ có thể dao động quanh các vị trí cân bằng này. Còn ở thể lỏng được xem là trạng thái trung gian của thể rắn và thể khí. Ở thể lỏng, lực tương tác phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao động quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được. Để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa các thể rắn, lỏng và khí, chúng ta cùng lập một bảng so sánh như sau. Đầu tiên, chúng ta hãy so sánh về lực tương tác phân tử. Các em biết không, ở thể rắn, lực tương tác phân tử rất lớn, còn ở thể khí, lực tương tác phân tử rất nhỏ. Ở thể lỏng là trạng thái trung gian giữa thể rắn và thể khí. Lực tương tác phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn. Chúng ta hãy so sánh về khoảng cách phân tử. Ở thể rắn thì các phân tử ở rất gần nhau, còn ở thể khí thì các phân tử ở xa nhau. Ở thể lỏng thì khoảng cách giữa các phân tử bé hơn ở thể khí nhưng lớn hơn ở thể rắn.
Chúng ta hãy so sánh về chuyển động phân tử. Ở thể rắn thì các phân tử dao động quanh một vị trí cân bằng cố định. Còn ở thể lỏng thì các phân tử lại dao động quanh một vị trí cân bằng có thể di chuyển được. Còn ở thể khí, các phân tử chuyển động tự do theo mọi hướng, ta còn gọi là chuyển động hỗn loạn. Ta hãy so sánh về hình dạng. Các em thấy rằng các chất rắn đều có hình dạng xác định. Còn chất lỏng thì có hình dạng phụ thuộc vào phần bình chứa nó. Chất khí thì không có hình dạng xác định. Cuối cùng, ta hãy xem sự khác biệt về thể tích. Chúng ta đều biết rằng ở thể rắn và thể lỏng thì đều có thể tích xác định. Tuy nhiên ở thể khí thì không có thể tích xác định. Thể khí thường chiếm toàn bộ thể tích của phần bình và chứa khí. Thì mời các em đến với nội dung tiếp theo của bài học thuyết động học phân tử chất khí. Các em biết không, thuyết động học phân tử chất khí ra đời vào những năm đầu của thế kỷ thứ 18 và sau đây sẽ là những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. Thầy mời các em đến với nội dung thứ hai của chủ đề, quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle-Mariotte. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. Câu hỏi đặt ra là trạng thái của một lượng khí được xác định bằng những đại lượng nào? Các em biết không, trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái. Ứng với mỗi một lượng khí xác định sẽ có 3 thông số trạng thái sau đây. Thứ nhất là thể tích V. Thứ hai là áp suất B. Và thứ ba là nhiệt độ tuyệt đối T. Khi các thông số trạng thái của một lượng khí thay đổi, lượng khí sẽ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Như vậy ta có thể định nghĩa quá trình biến đổi trạng thái như sau. Quá trình biến đổi trạng thái là quá trình để lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Các em thấy rằng khi chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác thì tất cả các thông số trạng thái của một lượng khí đều bị thay đổi. Tuy nhiên, để đơn giản hơn cho quá trình nghiên cứu về các lượng khí, người ta thường giữ cho một thông số trạng thái không đổi và cho hai thông số trạng thái còn lại thay đổi. Với cách biến đổi như vậy, người ta gọi là các đẳng quá trình. Như vậy ta định nghĩa đẳng quá trình như sau. Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái mà chỉ có hai thông số trạng thái thay đổi, còn một thông số trạng thái được giữ không đổi. Như vậy, với cách định nghĩa như trên, ứng với mỗi một lượng khí xác định, chúng ta có 3 cách để thực hiện đẳng quá trình như sau. Cách thứ nhất, ta giữ cho áp suất không đổi, B1 bằng B2, và cho hai thông số còn lại thay đổi, đó chính là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối. Quá trình này được gọi là quá trình đẳng áp. Cách thứ hai, chúng ta giữ cho thể tích không đổi, V1 bằng V2, và cho hai thông số còn lại thay đổi, đó chính là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối. Quá trình này được gọi là quá trình đẳng tích. Cách thứ ba, chúng ta giữ cho nhiệt độ không đổi và cho hai thông số còn lại thay đổi, đó chính là áp suất và thể tích. Quá trình này được gọi là quá trình đẳng nhiệt. Thì mời các em đến với nội dung tiếp theo. 2.2 quá trình đẳng nhiệt. Với cách phân tích như trên, chúng ta có thể định nghĩa quá trình đẳng nhiệt như sau. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. Ở đây chúng ta có nhiệt độ tuyệt đối T bằng một hằng số. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm mối liên hệ giữa áp suất B và thể tích V. Vậy mối liên hệ này là gì? Chúng ta đều biết rằng khi giữ cho nhiệt độ của một lượng khí không đổi và giảm thể tích của nó thì áp suất của nó sẽ tăng. Nhưng liệu áp suất có tăng tỷ lệ nghịch với thể tích hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời trong phần tiếp theo của bài học. Thì mời các em đến với nội dung tiếp theo. 2.3 định luật Boyle-Mariotte. Ta bố trí thí nghiệm như trên hình. Trong thí nghiệm này, ta nhốt một lượng khí xác định trong một cái ống nghiệm. Thể tích của lượng khí được đo bằng hai thang đo đặt ở bên phải và bên trái của ống nghiệm. Phía bên trên ta đặt một cái đồng hồ đo áp suất để đo được áp suất của lượng khí. Ta tiến hành thí nghiệm như sau. Ta lần lượt thay đổi thể tích của lượng khí dẫn đến áp suất của lượng khí cũng thay đổi và ta ghi các giá trị tương ứng của thể tích và áp suất.
Thầy sẽ mô phỏng thí nghiệm cho các em như sau. Đầu tiên, ta giữ cho lượng khí có thể tích là 40 nhân 10 mũ trừ 6 mét khối. Lúc này ta đọc được áp suất tương ứng là 0,5 nhân 10 mũ 5 bascan. Ta lần lượt thay đổi thể tích của lượng khí đến các giá trị 30, 20 và 10, đồng thời ghi các giá trị tương ứng của áp suất. Ta được bảng như sau. Tiếp theo ta sẽ tính tích số B nhân V. Ta thấy rằng tích số B nhân V không thay đổi, như vậy ta có thể viết B nhân V bằng một hằng số hay B tỷ lệ nghịch với V. Từ kết quả của thí nghiệm này, chúng ta có thể đi đến việc phát biểu nội dung của định luật Boyle-Mariot như sau. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích B nhân V bằng một hằng số hay B tỷ lệ nghịch với V. Như vậy, nếu áp dụng định luật Boyle-Mariot cho một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 với điều kiện T1 bằng T2, lúc này định luật Boyle-Mariot được viết như sau. B1 nhân V1 bằng B2 nhân V2. Và bây giờ ta hãy áp dụng định luật Boyle-Mariot cho bài toán sau đây. Dưới áp suất 10 mũ 5 bascan, một lượng khí có thể tích là 10 lít. Thể tích của lượng khí này khi áp suất là 1,25 nhân 10 mũ 5 bascan, biết nhiệt độ được giữ không đổi. Trước tiên, chúng ta hãy tóm tắt hai trạng thái của lượng khí này. Ta gọi trạng thái 1 có áp suất B1 bằng 10 mũ 5 bascan, thể tích B1 bằng 10 lít. Ở trạng thái 2 có áp suất B2 là 1,25 nhân 10 mũ 5 bascan. Lúc này ta cần tính thể tích V2. Như phần đề bài đã cho, nhiệt độ của lượng khí được giữ không đổi. Do đó ta có thể áp dụng định luật Boyle-Mariot cho lượng khí này như sau. B1 nhân V1 bằng B2 nhân V2. Thay số vào ta sẽ tính được V2 bằng 8 lít. Mời các em đến với nội dung tiếp theo. Hay là mã.3 đường đẳng nhiệt. Trước tiên ta hãy định nghĩa đường đẳng nhiệt. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi, gọi là đường đẳng nhiệt. Trên hình các em là hình vẽ các đường đẳng nhiệt của một lượng khí xác định ứng với các nhiệt độ không đổi T1 và T2 trong hệ tọa độ BV. Ta có các nhận xét sau đây. Trong hệ tọa độ BV, đường đẳng nhiệt là đường hyperbol. Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau. Đường đẳng nhiệt ở trên sẽ ứng với nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt ở dưới. Thầy mời các em đến với nội dung thứ 3 của chủ đề quá trình đẳng tích định luật Sapler. Trước tiên ta hãy định nghĩa quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. Trong quá trình đẳng tích thì thể tích V được giữ không thay đổi, V bằng một hằng số. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm mối liên hệ giữa áp suất V và nhiệt độ tuyệt đối T. Vậy mối liên hệ giữa B và T khi V không đổi là gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì mời các em đến với nội dung tiếp theo của bài học. Hay là mã.2 định luật Sackler. Ta bố trí thí nghiệm như trên hình. Trong thí nghiệm này ta có một lượng khí được nhốt trong ống nghiệm. Lượng khí này được ngâm trong một bể nước. Ta có thể thay đổi nhiệt độ của lượng khí thông qua việc thay đổi nhiệt độ của nước. Cách tiến hành thí nghiệm như sau. Chúng ta giữ cho thể tích của lượng khí không thay đổi, sau đó thay đổi nhiệt độ của lượng khí và ghi các giá trị tương ứng của áp suất. Kết quả thí nghiệm được thể hiện ở bảng sau đây. Bây giờ ta tính thương số giữa áp suất B và nhiệt độ tuyệt đối T. Ta được kết quả như sau. Nhìn vào kết quả này, chúng ta có thể kết luận rằng thương số giữa áp suất B và nhiệt độ tuyệt đối T là không thay đổi. Ta có thể viết B trên T bằng một hằng số hay B tỷ lệ với T. Từ kết quả của thí nghiệm, ta có thể đi đến việc phát biểu nội dung của định luật Sackler như sau.
Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Vậy, áp dụng định luật Schaller cho một lượng khí khi nó chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 với điều kiện V1 bằng V2. Lúc này định luật Schaller sẽ được viết như sau. B1 trên T1 bằng B2 trên T2. Bây giờ ta hãy áp dụng định luật Schaller để giải bài tập sau đây. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30 độ C và áp suất là 2 pa. Các em biết rằng một pa sẽ tương ứng với 10 mũ 5 Pascal. Hỏi nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ C để áp suất tăng gấp đôi? Đầu tiên ta hãy tóm tắt các trạng thái của lượng khí này. Ta gọi trạng thái 1 có các thông số trạng thái đã biết là T1 bằng 303K. Ở đây các em lưu ý là chúng ta đã đổi từ độ C sang độ K. Tiếp theo ta có B1 bằng 2 pa. Ở trạng thái 2 ta có B2 bằng 4 pa. Lúc này ta cần tính nhiệt độ T2 ở trạng thái này. Ta có thể áp dụng định luật Schaller cho quá trình biến đổi đẳng tích. Ta có biểu thức B1 trên T1 bằng B2 trên T2. Từ đó ta có thể tính được T2 bằng 606K. Thầy mời các em đến với nội dung tiếp theo của bài học 3 La Mã.3 đường đẳng tích. Trước tiên ta hãy định nghĩa đường đẳng tích. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích. Từ phương trình B trên T bằng một hằng số, ta có thể vẽ đường đẳng tích trong hệ tọa độ BT như sau. Ở đây ta nhận thấy rằng, trong hệ tọa độ BT, đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ. Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng tích khác nhau, đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn đường đẳng tích ở dưới. Và sau đây, để giảm bớt căng thẳng chuỗi học, thì xin mời các em xem một video hướng dẫn chúng ta cách để hồi sinh những quả bóng bàn bị mớp méo. Như các em đã biết thì các quả bóng bàn trong quá trình chúng ta sử dụng thì nó có thể bị mớp méo như thế này. Như vậy làm sao để chúng ta có thể làm cho nó phình lên như trạng thái ban đầu? Thì đây là một mẹo sẽ giúp các em làm được việc đó rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc ngâm những quả bóng bàn này vào trong nước nóng. Các em cùng quan sát nhé. Thật đơn giản phải không các em? Và sau đây thầy sẽ mô tả lại việc mà chúng ta vừa làm để hồi sinh những quả bóng bàn. Giả sử chúng ta có một quả bóng bàn bị mớp méo và một bình nước nóng. Lúc này thầy muốn các em hãy lưu ý đến cái lượng khí xác định được nhốt bên trong quả bóng nha các em. Thầy đánh dấu trạng thái này là trạng thái số 1 với các thông số trạng thái tương ứng là B1, V1 và T1. Để hồi sinh quả bóng bàn, ta sẽ ngâm nó vào trong nước nóng. Khi quả bóng phình lên, ta sẽ đánh dấu trạng thái này là trạng thái số 2. Có các thông số trạng thái tương ứng là B2, V2 và T2. Vậy câu hỏi đặt ra là mối liên hệ giữa các thông số trạng thái B1, V1, T1 và B2, V2, T2 là gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì mời các em đến với nội dung tiếp theo. 4 La Mã phương trình trạng thái khí lý tưởng. 4 La Mã.1 phương trình trạng thái khí lý tưởng. Giả sử ta có một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 với các thông số trạng thái tương ứng là B1, V1, T1, B2, V2, T2. Khi đó các em thấy rằng khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái số 2 thì tất cả các thông số trạng thái đều bị thay đổi. Để đơn giản hơn cho quá trình nghiên cứu, chúng ta có thể cho cái lượng khí ở trạng thái 1 chuyển sang trạng thái 1', với các thông số trạng thái tương ứng là B', V2, T1. Sau đó từ trạng thái 1' sẽ chuyển sang trạng thái số 2. Như vậy câu hỏi đặt ra là lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 1' bằng quá trình nào? Hãy viết biểu thức liên hệ giữa B1, V1 và B', V2.
Các em quan sát sẽ thấy khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 1 phẩy, nhiệt độ T1 được giữ không đổi. Vậy đây là quá trình đẳng nhiệt. Ta có thể viết phương trình cho quá trình đẳng nhiệt như sau: B1 V1 bằng B phẩy V2, và đặt đây là phương trình số 1. Sau đó ta sẽ vẽ đường đẳng nhiệt cho quá trình từ 1 đến 1 phẩy như trên hình. Câu hỏi số 2. Lượng khí chuyển từ trạng thái 1 phẩy sang trạng thái 2 bằng quá trình nào? Hãy viết biểu thức liên hệ giữa B phẩy T1 và B2 V2. Các em quan sát thấy rằng khi chuyển từ trạng thái 1 phẩy sang trạng thái số 2, thể tích V2 được giữ không đổi. Vậy đây là quá trình đẳng tích, và ta có thể viết biểu thức cho quá trình đẳng tích như sau: B phẩy trên T1 bằng B2 trên T2. Và sau đó vẽ đường đẳng tích trong đồ thị BV như trên hình. Và bây giờ chúng ta rút B phẩy từ phương trình số 1 và thay vào phương trình số 2, ta được phương trình sau đây: B1 nhân V1 trên T1 bằng B2 nhân V2 trên T2. Phương trình này được gọi là phương trình trạng thái khí lý tưởng, hay ta có thể viết theo cách khác: B nhân V chia T bằng một hằng số. Và bây giờ ta hãy áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng cho bài tập sau đây. Một cây bơm chứa 100 cm khối không khí ở nhiệt độ 27 độ C và áp suất là 10 mũ 5 Pascal. Tính áp suất của lượng khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 20 cm khối và nhiệt độ tăng lên đến 39 độ C. Trước tiên chúng ta hãy tóm tắt hai trạng thái của lượng khí này. Trạng thái trước khi lượng khí bị nén ta gọi là trạng thái 1. Có thể tích V1 bằng 100 cm khối, nhiệt độ tuyệt đối T1 bằng 300K và áp suất B1 bằng 10 mũ 5 Pascal. Trạng thái sau khi bị nén, trạng thái số 2, có V2 bằng 20 cm khối, T2 bằng 312K. Lúc này ta cần tính áp suất ở trạng thái này. Ta có thể áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng cho hai trạng thái của lượng khí như sau: B1 nhân V1 trên T1 bằng B2 nhân V2 trên T2. Từ đó thay số vào, ta sẽ tính được B2 bằng 5,2 nhân 10 mũ 5 Pascal. Mời các em sang nội dung tiếp theo của bài học 45A.2, quá trình đẳng áp. Trước tiên chúng ta hãy định nghĩa quá trình đẳng áp. Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi. Trong quá trình này chúng ta có áp suất B bằng một hằng số. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm mối liên hệ giữa thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T. B nhỏ liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp. Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng B1 nhân V1 trên T1 bằng B2 nhân V2 trên T2, ta có thể thay B1 bằng B2, ta được V1 trên T1 bằng V2 trên T2. Hay ta có thể viết theo cách khác: V trên T bằng một hằng số. Đến đây ta có thể phát biểu mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp như sau: trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Mời các em sang nội dung tiếp theo, đường đẳng áp. Định nghĩa: đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp. Từ phương trình V trên T bằng một hằng số, ta có thể vẽ đường đẳng áp trong hệ tọa độ VT như trên hình sau đây. Và ta có các nhận xét sau đây. Trong hệ tọa độ VT, đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ. Ứng với mỗi lượng khí xác định, nếu ta giữ cho nó ở các áp suất khác nhau thì ta sẽ có các đường đẳng áp khác nhau. Đường đẳng áp ở trên có áp suất thấp hơn đường đẳng áp ở dưới. Như vậy các em vừa tìm hiểu toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em biết không, từ phương trình trạng thái khí lý tưởng ta có thể tìm được biểu thức của quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp bằng cách sau đây. Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng, nếu ta cho T1 bằng T2
ta sẽ suy ra được biểu thức của quá trình tản nhiệt. Nếu ta cho V1 bằng V2, chúng ta có thể suy ra được biểu thức của quá trình tản tích. Và nếu chúng ta cho B1 bằng B2, chúng ta có thể suy ra được biểu thức của quá trình tản áp. Đây là một cách đơn giản để giúp các em có thể tìm lại biểu thức của các đẳng quá trình từ phương trình trạng thái khí lý tưởng. Như vậy các em vừa tìm hiểu toàn bộ nội dung của chủ đề. Để nắm vững hơn kiến thức, các em cần phải xem lại bài học và làm những bài tập mà thầy cô giáo giao cho, hoặc những bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập của các em. Thầy xin chào tạm biệt các em và chúc các em luôn luôn có nhiều sức khỏe và học thật tốt.